Hôm nay thì uh, mình sẽ quay lại toàn bộ cái quá trình hậu trường Của mình chụp cho một bạn tên là Salan ở à, phố Đại Từ Đây sẽ là cái hậu trường mà hôm nay mình đi chụp cho bạn đấy Một cái concept rất là đơn giản Mời anh em uh, Concept này thì mình có dùng một cái đèn Cái đèn đó là cây uh, Godox 200 Lyman Cây này có màu vàng và màu trắng Có lẽ đèn ánh sáng liên tục sẽ là một cái xu hướng mới cho chúng ta Một số anh em thì vẫn thích kiểu đèn... Uh, nổ no. nhưng mà cá nhân mình thấy đèn ánh sáng liên tục như này khá là hấp dẫn và hay bạn này thì diễn rất là tốt bạn này như kiểu uh, sinh ra là nghiệp diễn rồi nghề diễn rồi đấy cho nên bạn này diễn rất là tốt mình chỉ việc đứng bấm máy thôi và anh em có thể thấy là hôm nay thì mình đang dùng một bộ Canon usr với ngàm chuyển và một cái ống kính 85 USM thì bạn này diễn rất là ok nói chung là mình chụp khoảng đâu đó khoảng một hai ba thay đâu đó khoảng bốn hoặc năm outfit gì đấy Nói chung là hôm nay thì có hai anh em, mình với một ông anh đã đi chụp, mình cầm USR. Thì chế độ mình chụp đó là cái servo checking thì cái R thì mình update firmware mới nhất thì nó checking vào mặt khá là ok. Cũng như là bắt nét thì nếu như mà trong phòng như này thì thực ra thì mình thấy tốc độ 200 và tiêu cự 85 thì mình thấy khá ổn. Nếu như mà anh em mà thấy chưa được thì anh nhà có thể tăng lên khoảng 250-320 hoặc là mọi người sẽ tăng ISO lên một chút Mọi người hay hỏi thắc mắc mình là vì sao lại để ISO cao như thế Và tốc độ thì cao và khẩu thì lại như vậy Thực ra ấy, cái background này nó khá là gần Mình muốn chụp cho nó hơi xóa đi một chút thì mình để khẩu 3.8 Và vẫn phải đảm bảo độ LED Thì chắc chắn là anh em chụp, mà anh em chụp biết, anh em biết rồi đó Khẩu 2.8 thì cũng khá là ok Khuôn mặt thì chắc chắn là nét rồi và thứ hai nữa là ở đây những cái video mà mình quay thì có một số cái video mà nó kiểu hơi bị nghiêng lệch trái lệch phải ấy. thì anh em phải thông cảm tại vì là mình một tay mình cầm điện thoại một tay mình cầm máy ảnh mình quay cho anh em coi và mình chia sẻ với anh em luôn cái thông số cũng như là ánh sáng ấy một số anh em cũng hỏi mình là anh như làm sao mà vì sao mà khi mà em chụp ấy, thì rõ ràng là ảnh nhìn trên màn hình rất là đẹp rất là sáng thế nhưng mà khi mà em chụp ra thì nó lại bị tối hoặc là nó bị sáng quá thì anh em có thể nhìn thấy ở trên cái mặt ảnh trên cái máy ảnh của mình như này anh em có thể nhìn thấy là cái trừ ba trừ hai trừ một thôi dù cho mình có bật mô phỏng phơi sáng đi chăng nữa Thì anh em chỉ cần nhìn cho mình cái ảnh của mình đã, Đó là cái cân cái cân bằng cái thang này. À, đầu tiên nó sẽ là tốc độ này Và khẩu độ này F2.8 này Và mình sụp thì, thì, mình có thể là cho dương một hoặc là âm một Thì anh em có thể nhìn thấy là gần như cái thang đó sáng của mình Ở trên màn hình cạnh ISO này Thì nó lúc nào nó cũng ở tầm dương một xíu Dương một nhá đấy là một cái mà anh em cần lưu ý cũng như là mọi người cố gắng chụp nó sao mà cân đo đong đến nó sao cho nó ok được nói chung là chủ thể ở giữa là một cái bố cục đơn giản nhất đây là một cái buổi hậu trường cũng như là mình dùng đèn hôm nay thì mình dùng hai cây đèn thôi một cây là lemon cái cây đấy là cái cái lemon của Godox là cây này chỉ 200 w thôi cây này là bi có sẽ chuyển đổi được màu, màu vàng với màu trắng thì cây này mình để trung tính khoảng 4.300-4.400 thôi, nhiệt màu thì ở cái bộ này thì mình chụp cũng là 4.300-4.400 và một cái đèn ở phía sau nữa thì mình dùng một cây Rangno, cái cây này thì cũng khá là quen thuộc, hồi xưa mình có dùng rồi cái này thì hơn 1 triệu thôi, còn cây uh, uh, Godox Lemon thì nó giá nó khoảng 6 triệu, 6 triệu một cây uh, Bi có 5 triệu là cây D thì D thì nó chỉ có nhiệt màu là 5.600 thôi nó sẽ không có nhiệt màu 3.200 hoặc là 2.700 đâu nếu như anh em mua thì mọi người thích mọi người muốn có một cái bộ đèn một hoặc hai chiếc đèn để livestream ấy hoặc là anh em để 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 mà mọi người có thể là ánh sáng tốt nhất ấy, thì mọi người lên mua hai cây một cây d một cây thì bi thì mọi người sẽ thay đổi được nhiệt màu cũng như là anh em có thể tạo ra được những cái ven nó vàng nó đẹp hơn thì cái đèn nói chung là đèn để mà đèn mà bây giờ hiện tại bây giờ mình đang xài thì chủ yếu là đèn ánh sáng trực tiếp mình không xài ánh sáng nổ nữa một số anh em hỏi mình vì sao không xài đèn nổ thực ra ấy, thì bản thân mình xài đèn gì cũng được nhưng mà mình muốn mình muốn hướng đến anh em đó là chúng ta sẽ xài cái đèn mà ánh sáng liên tục để chúng ta có thể nhìn thấy ảnh của chúng ta chụp ra nó như thế nào ảnh khi mà các bạn mà là người mới ấy, thì các bạn chưa thể nào mà các bạn hình dung ra được là tấm hình của các bạn chụp nên nó sẽ ra như thế nào thì thay vì cái công cái việc mà các bạn phải đi mò ấy thì các bạn hãy nhìn thực tế luôn và các bạn bật mô phỏng ánh sáng thì các bạn nhìn ở trên máy ảnh nào cũng sẽ có bật mô phỏng ánh sáng và tắt bật hoặc tắt mô phỏng ánh sáng còn nếu như khi mà anh em mà chụp ở trong studio mà chụp đèn nổ thì mọi người sẽ phải tắt mô phỏng ánh sáng đi thì mới có thể nhìn thấy được cái người được chụp ở phía trong nó có sáng hay tối và chúng ta phải nổ đèn lên thì mới nhìn thấy được và như như thế thì nhiều khi anh em hơi khó hình dung và có lẽ là những cái buổi mà 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 chụp ảnh như thế này thì mình nghĩ là anh em sẽ dễ hiểu hơn là về ánh sáng cũng như là về đèn hoặc là mọi người sẽ nhìn được cái tấm hình của chúng ta nó sáng hoặc nó tối thì cái chuyện này rất là đơn giản và đây là kết thúc thì bạn này có nhờ mình quay một clip thì mình quay bằng iphone cho nên là hôm nay cũng không cả cầm ở gimbal nữa rồi chào mọi người nhé